Hôm nay mình sẽ mách nhỏ cho mọi người một bí kíp là khi mình thèm ăn rất là nhiều món mà túi tiền của mình lại không có rủng rỉnh thì hãy áp dụng công thức này nha. Trời ơi, sao cứ mỗi tối là tôi đói bụng vậy trời? Giờ mà có một hộp chân gà ngâm xả tắc thiệt là xuất sắc. Không thể là một cái pizza hải sản nóng hổi giòn rụm. À, bây giờ mình phải rủ đám bạn thân qua nhà mình mỗi đứa ăn một món, vậy là mình sẽ được ăn nhiều món mà không có tốn nhiều tiền. Ê, mày nhớ gì không? Hôm nay thứ sáu, mau mau mở petty. Ăn càng đông giảm càng nhiều, giảm tối đa tới 105 cành hoa luôn đó mày. Tiếp phải rủ nữa. À, nghe nhiều đồ ăn lắm, mới đặt trên Bimin, sale trội mùa lễ hội, ăn không qua đây liền. Sẽ áp dụng nhiều cái mã giảm giá, tính ra ăn nó có nhiều tiền đâu, ngu gì không ăn. Đâu cứ phải nhất thiết là thứ bảy mới được quẩy. Mình thích thứ sáu gì đó, cho nó máu. Đều là pizza nóng hổi, chè sữa béo ngậy, rồi chân gà xả tắc ăn cho nó đã. Thêm gà rán được cái nó giòn rụm. Đồ ăn thì đã đầy bàn, bây giờ lại la, bạn bè tập trung lại hết đây nha. Tuy là mình đã lập sẵn kế hoạch và có mua đồ sẵn ở trong câu chuyện này rồi, nhưng mình rất là có tâm. Giống như là con A thích ăn pizza thì mình sẽ mua gà rán cho nó. Còn con B thích ăn gà rán thì mình sẽ mua chân gà ngâm xả tắc. Rồi còn bản thân đang giảm cân nên không có dám ăn nhiều, uống một ly trà sữa full topping là được rồi. Không, cứ áp dụng cái chiêu thức này là khi mình ăn cứ xe tiền ra đâu có nhiêu tiền. Xin lỗi mọi người, nước đi này mình không lường trước được.